Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm ngày 4 tháng 9, mưa và dông bao trùm các khu vực trong cả nước, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cụ thể, từ 7 giờ ngày 4 tháng 9 đến 19 giờ ngày 5 tháng 9, khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có lượng mưa từ 30 đến 70mm, có nơi trên 110mm. Cảnh báo từ ngày 6 tháng 9, mưa dông và mưa lớn cục bộ ở Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Trên biển, ngày và đêm ngày 4 tháng 9, vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3 đến 5 mét.